Chào mừng quý vị đến với kênh Tubi của Đồ Gỗ Tùng Tám. Bây giờ là 6 giờ chiều ngày 6 tháng 4 âm lịch năm 2019. Và tôi trân trọng giới thiệu quý vị một bộ sản phẩm gồm chiếc sập và ngồi và chiếc sập thờ. Và bây giờ là tôi đang bàn giao, trực tiếp đang bàn giao cho nhà bác Thực ở khu 1 xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bằng chiếc sập ngồi bằng gỗ vụ, kích thước 1m8, 2m2, bằng đục ngũ phúc, bằng chân 24, bằng chiếc sập thờ kia là bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi, bằng mẫu đục mai điểu, chân 24, và chiếc sập thờ đấy là có kích thước dài 2m17, rộng 1m17 và cao 1m17. Đây trước mặt vị đây là vàng, đây là anh con trai của bác Thực à. Anh tên là gì nhỉ? Anh giúp về cái tay anh giúp đấy. Hôm nay đang bàn giao cho anh. Anh chú tên là gì nhỉ? Quên. Anh giữa. Vâng, đây là bác Thực đây. Bác Thực, chủ nhà bác Thực. Đấy, không gian này rất đẹp, rộng rãi. Giới thiệu cho quý vị đấy, chi tiết chiếc thập đục ngũ phúc, ngũ phúc cải nho. Là bên này là có nho sóc, gọi là ngũ phúc cải nho. Chân là bốn chân là đục tùng hạc. Ai chứ? Tùng lộc, quên mất nói nhỉ. Giữa này là rơi các chữ thọ bằng cành hoa mai rất là đẹp. Cái này nào đẹp không? Hàng đục đỉnh cao luôn, sắc nét, hoa rất là bồng bềnh như hoa tươi. Bác Thực nhìn bông hoa đẹp không? Trông lại đúng như kiểu hoa đang đua nở trước mùa xuân này. Thế kia hôm nào bác bỏ cái bàn thờ trên thì bắt đầu cho ngai vào. Đây cái bàn đấy là ngày xuất ngày. Và còn nước bác Tài ơi, đây còn cái đây nó gì nhỉ? Vâng, đấy còn cái mâm bồng đấy nữa bác. Để lệnh một bên. Đã hôm bảo bác mua một lọ hoa gỗ nữa đẹp. Không gian này bác cũng rộng rãi đẹp. Vâng. Đúng kiểu nhà vườn. Nhà bác này xây lâu chưa? Đúng đồ cổ đấy.